Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng, thu hồi tài sản trả cho các bị hại. Tuy nhiên, không thể khẳng định sẽ không còn các vụ việc tương tự xảy ra. Do vậy, vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Do nghĩ rằng cửa hàng điện thoại của mình nằm giữa tuyến phố đông đúc, có nhiều nhân viên túc trực lại lắp đặt camera an ninh cẩn thận, nên anh Bắc, trú tại số 25 Khương Trung, quận Anh Xuân, vẫn không ngờ rằng mình lại chính là nạn nhân trong vụ cướp liều lĩnh. Tầm độ hơn 9 giờ, trong cái trời đang đổ mưa thì tôi đang dọn hàng và rất vội vã, thì có một nam thanh niên vào thì có hỏi tôi là muốn mua một chiếc điện thoại cũ. Trong quá trình xe máy thì thấy tôi không cảnh giác và đối tượng đấy đã nhờ tôi là cho mượn một cái khăn để lau tay. Khi tôi quay vào trong cửa hàng để lấy khăn cho đối tượng ấy lau tay thì bất ngờ đối tượng đấy cầm cả hai chiếc điện thoại của tôi và vụt chạy vào phía bên phố bên trong. Nhờ sự truy hô và hỗ trợ kịp thời của người dân cũng như của lực lượng công an phường Khương Trung, ngay lập tức đối tượng đã bị bắt giữ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Hưng, cũng đã gây ra 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại các cửa hàng thu đổi ngoại tệ trên địa bàn thành phố Hà Nội với cùng một chiêu thức như trên. Với cái thủ đoạn hoạt động tinh vi của các đối tượng như vậy thì đề nghị các chủ cửa hàng cũng nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động trong cái việc quản lý tài sản của mình, đồng thời cũng lắp đặt các hệ thống camera theo dõi, bố trí lực lượng nhân viên và bảo vệ để có cái kiểm tra giám sát được chặt chẽ. Các loại hình tội phạm hoạt động ngày một tinh vi, manh động và táo tợn. Do vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm thì mỗi người dân cũng cần tự nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của chính mình.